Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Sau khi Messi từ chối PSG và chưa ngã ngũ về Barcelona, người ta dự đoán cuộc đối đầu kịch tính giữa anh và Ronaldo sẽ lại được tái diễn tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia vào mùa giải tới đây. Ngôi sao người Argentina nhiều khả năng sẽ đi theo dấu chân của đối thủ chuyển kiếp của mình bằng cách chuyển sang thi đấu tại Trung Đông. Theo đó, giá trị hợp đồng của tiền đạo này ở vùng Vịnh sẽ lên tới 262 triệu bảng mỗi năm, đưa anh trở thành một trong những người có hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử thể thao. Bên cạnh đó, người ta cũng rất háo hức mong chờ cuộc đối đầu kịch tính giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ tái hiện trên sân cỏ ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa giải năm sau. Với khao khát từ lâu của mình, Al Hilal rất quyết tâm để làm mọi thứ để đổi lấy chữ ký của cầu thủ từng 7 lần giành quả bóng vàng và đang trên đường chinh phục lần thứ 8. Đội bóng của Saudi Arabia cũng cố gắng chiêu mộ hai đồng đội cũ của Lionel Messi từng đá chung tại Barcelona là tiền vệ Sergio Busquets và hậu vệ Jordi Alba để tái hợp 3 người tại Real. Eporga đã từ chối nhiều lời đề nghị từ đội bóng lớn của nước Pháp và muốn chuyển sang một đội bóng khác vào mùa hè năm nay. So với các đối thủ từ Tây Ban Nha, Mỹ, Al Hilal rõ ràng nằm ở vị trí đắt giá để chiêu mộ anh. Tuy vậy, việc tới Ả Rập có thể là một con dao hai lưỡi với Messi. Anh cần môi trường đỉnh cao như ở bóng đá châu Âu để duy trì phong độ cho đội tuyển quốc gia, với mục tiêu trước mắt là bảo vệ ngai vàng Copa America. Rivaldo, huyền thoại của Barcelona, nhận định chính Ronaldo là bài học để Messi không nên cập bến Ả Rập. Đôi khi các cầu thủ bị đánh lừa bởi những bản hợp đồng có giá trị lớn mà họ ký ở Ả Rập, nhưng sau đó họ nhận ra rằng cuộc sống tại đây khép kín hơn và bóng đá không phải lúc nào cũng dễ dàng như mong đợi. Điều này xảy ra với mọi cầu thủ và bản thân Messi sẽ sớm nhận ra điều đó. Sẽ tốt hơn cho anh ấy và cho bóng đá nếu như Ronaldo trở lại Real Madrid để kết thúc sự nghiệp của mình. Tất nhiên, người hâm mộ phải hiểu rằng họ không thể đòi hỏi điều tương tự ở Ronaldo khi cậu ấy mới 25 hay 26 tuổi, nhưng khi cậu ấy vẫn có thể giúp ích cho câu lạc bộ chinh phục nhiều danh hiệu hơn nữa. Người hâm mộ chắc chắn hạnh phúc khi một lần nữa được chứng kiến cả hai huyền thoại sống đối đầu với nhau. Tuy vậy, không chắc Messi sẽ tìm thấy hạnh phúc khi nối gót đại kình địch sang Saudi Arabia. Video được tài trợ bởi FB88.